Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay 11 tháng 6 cho đến ngày 15 tháng 6, người tiêu dùng thủ đô Hà Nội sẽ mua được nông sản sạch có thương hiệu tại nhiều vùng miền trên cả nước với giá hợp lý tại siêu thị MM Mega Market Hà Đông. Đây là tuần hàng trái cây nông sản thứ hai được Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức tại thủ đô trong năm 2020 nhằm mục đích hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản cho 20 tỉnh thành phố trong cả nước, nhất là trong bối cảnh xuất khẩu gặp ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ngay ngày đầu khai mạc, các gian hàng giới thiệu sản phẩm, bày bán nông sản của các tỉnh, thành phố đã thu hút rất nhiều người dân thủ đô đến tham quan mua sắm. Tất cả những loại trái cây tươi như mận hậu, xoài hay chanh leo của miền núi phía Bắc, cho đến các loại trái cây đặc trưng của miền Nam như bưởi da xanh, măng cụt, sầu riêng hay các sản phẩm nông sản qua chế biến đều được người tiêu dùng đánh giá cao. Trước đây thì ăn no nhưng mà bây giờ là ăn ngon và ăn sạch, đấy, đảm bảo sức khỏe. Thì tôi rất hy vọng là Sở Công Thương cùng với lại các cơ quan chức năng là phối hợp tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình như vậy. Sau khi dịch thì chúng tôi biết rằng là mọi người rất là quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm. Ai cũng rất là lo lắng để bảo vệ cái sức khỏe của mình. Chính vì vậy chúng tôi mở rộng các cái lượng nhà cung cấp đến với chúng tôi và chúng tôi làm việc với Bộ Công Thương cũng như là các Sở Công Thương của các tỉnh thành để làm sao mà có được những cái nhà cung cấp thật là tốt và các cái sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Không chỉ giúp người dân thủ đô có cơ hội sử dụng các sản phẩm trái cây vùng miền có thương hiệu, tuần hàng còn là cơ hội để các hợp tác xã, các doanh nghiệp tại các địa phương đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Bình quân thì giá cả các cái mặt hàng nông sản là đều hạ so với lại năm trước. Thế thì cái kết nối giúp ích là tiêu thụ cái lượng nông sản, cái số lượng nông sản nhất định cho Sơn La. Và quan trọng cái là để giới thiệu cái sản phẩm nông sản sạch của Sơn La tới mọi người dân trong cả nước. Khi mà thị trường xuất khẩu trong cái dịch Covid nó đang bị đứt gãy thì chúng tôi đẩy mạnh tiêu thụ ở thị trường trong nước. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn khuyến khích các doanh nghiệp là vừa chiếm lĩnh cái thị trường trong nước nhưng vẫn phải quan tâm đến xuất khẩu. Thì nếu cái giá trị hàng hóa mà xuất khẩu được thì nâng cái tầm giá trị của hàng hóa nó lên rất là cao. Thế và đưa được cái thương hiệu của Việt Nam ra với thị trường của thế giới. Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 sẽ diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 6. Trong dịp này, siêu thị MM Mega Market Việt Nam cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ, cam kết hỗ trợ, tiêu thụ nông sản với đại diện một số tỉnh như Bắc Cạn, Sơn La, Đồng Tháp. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tuần tăng giá mạnh khiến cho người trồng tiêu cả nước cảm thấy phấn khởi thì trong những ngày vừa qua, giá hồ tiêu cũng đã có sự chững lại. Ngày hôm nay 11 tháng 6 thì giá tiêu quay đầu giảm 500 đồng một ký tại Gia Lai. Các địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam thì giá đi ngang. Mức giá tiêu cao nhất trong ngày đạt 54.000 đồng 1 kg tại Bà Rịa, Vũng Tàu và thấp nhất khu vực miền Trung Tây Nguyên là tại Đồng Nai, 52.000 đồng 1 kg. Tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và huyện Ia Hơ Leo, tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu ổn định ở mức 52.500 đồng 1 kg. Thủ phủ hồ tiêu Bình Phước, 53.000 đồng 1 kg. Riêng Gia Lai, giá giảm 500 đồng về mức 52.500 đồng 1 kg. Trên thị trường hồ tiêu thế giới, giá tiêu đang trong xu hướng giảm khoảng 1,3-1,4% so với tháng trước do cung vượt cầu. Trong khi đó, đối với mặt hàng cà phê, sau một thời gian tăng khá do dự báo nguồn cung trong nước và thế giới sụt giảm, giá cà phê mấy ngày qua cũng đã chững lại. Hôm nay, ngày 11 tháng 6, giá cà phê đứng yên tại hầu hết các địa phương vùng trồng cà phê trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk là 32.400 đồng 1 kg và giá thấp nhất là tại tỉnh Lâm Đồng và dao động ở ngưỡng là 31.600 đồng 1 kg. Vâng, và dự báo là sản lượng cà phê của Việt Nam, nước sản xuất cà phê lớn thứ hai của thế giới niên vụ 2020-2021 sẽ giảm khoảng 3,5% xuống còn 30,2 triệu bao loại bao 60 kg. Trong khi xuất khẩu cà phê của Brazil là quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới trong tháng 5 vừa qua cũng đã giảm là lên đến 23% xuống là 2,68 triệu bao, tức là đã thấp nhất trong hơn một năm qua.